Hôm nay mùng 1 lên duyên cho các bác chiếc xe này. Màu đỏ, pha lê, siêu đẹp. Đến từ thương hiệu xe Nhật Mazda CX-5 2021. Bản Luxury các bác nhé. Xe lăn bánh có hơn 3 vạn km. 4 lốp còn theo xe nguyên đời. Một chủ từ đầu, zin 100%. Và quan trọng đó là đúng cỡ đúng nhà của các bác là chiến rồi các bác nhé. Và chiếc xe này hôm nay tri ân giá tốt luôn để cho các bác có thể chốt ngay trong ngày mùng 1 ngày hôm nay. Với phiên bản gầm cao 5 chỗ ngồi thì CX-5 là mẫu xe bán chạy hạng nhất hiện nay các bác ạ. Với thiết kế form dáng đẹp, trẻ trung, cá tính, nhiều option thì đó là điều lý giải tại sao CX-5 lại là cái mẫu xe bán chạy nhất trong tất cả các thị phần xe 5 chỗ ngồi. Form dáng to, rộng, option nhiều. Đấy, với thiết kế đèn bi đấy và giải LED ban ngày, một quả na răng form mới rất đẹp luôn. Và đặc biệt đây là đỏ pha lê, là cái đỏ mà rất đẹp mà bác nào nhìn cũng phải mê thôi ạ. Thiết kế đèn phía đằng sau là đèn mắt híp và được thiết kế đó là những cái giải nét đỏ. Trang thiết bị công nghệ thì là có trang bị cốp điện này các bác này. Đấy, trang bị cốp điện đấy, rất là hiện đại luôn. Và đây là bản Luxury thì nó sẽ được trang bị những cái công nghệ mà phục vụ thiết thực cho người sử dụng. Đó là các bác có thể nhìn thấy được cho em. Riêng nội thất của chiếc xe này, đó là chế độ âm thanh giải trí toàn bộ, đó là loa bô vòng xung quanh xe. Và xe này được trang bị là hộp số tự động, phanh tay điện tử, rồi sau đó các chế độ lái. Toàn bộ nội thất là ghế da nguyên bản theo xe. Các bác nhìn thấy được là với một chiếc xe chỉ lăn bánh có vài vạn km thôi thì cái bộ ghế da còn rất mới, còn rất là tươi các bác nhé, còn rất là tươi. Nhưng mà các bác phải biết là tại sao chiếc xe này đẹp như thế này, bởi vì chủ cũ đi khá là dữ và là xe một chủ. Đấy, chế độ âm thanh giải trí của chiếc xe này phải nói là không có điểm chi, không có điểm trừ gì đâu. Đây là một chiếc xe mà nó rất là đẹp, mà nếu như bác nào mà đúng nhu cầu sử dụng thì các bác làm chiếc xe này đi thì tuyệt vời. Giá của chiếc xe này thì em đang để cho các bác rất tốt luôn các bác nhé. Em khẳng định là đây là một cái chiếc xe mà nếu như mà các bác liên hệ ngay với em thì kiểu gì các bác cũng chốt được giá tốt. Bởi vì hôm nay ngày mùng 1 em cũng muốn tri ân tới các bác một cái chiếc xe màu đỏ mà để các bác có nhu cầu sử dụng. Tầm tiền của chiếc xe này thì cứ hơn 7 đồng này em bán các bác nhé. Cứ hơn 7 đồng này em bán. Em bao check test chiếc xe này mọi nơi mọi chỗ. Đấy, bao check test tất cả các hạng mục, từ máy móc, thân vỏ, khung gầm, động cơ, là em bao zin. Nếu xe này chỉ cần sai một chi tiết, mất một phần cao chỉ, vặn một con ốc thôi là em sẽ tặng xe cho các bác luôn các bác nhá. Đấy, hôm nay là ngày 1 cho nên là muốn mang lại may mắn cho các bác, đó là những người sử dụng và muốn mua một chiếc xe đẹp, và cũng mang lại may mắn cho cửa hàng, đó là có thể chốt được chiếc xe để thu hồi vốn, thì các bác cứ liên hệ với em. Liên hệ với em là các bác chốt được. Đây, các bác nhìn những option theo xe này. Ghế chỉnh điện ở hàng ghế lái này. Đấy, đấy, các bác nhìn dưới chỉnh điện hàng ghế lái và các bác nhìn cái bộ ghế nó còn rất mới đúng không ạ? Chỉ những chiếc xe chạy ít thì các bác nhìn được cái nội thất mới như thế này thôi. Bởi vì bản thân Mazda 3 thì có một khuyết điểm, đó là trang bị cái bộ ghế da khá là kém. Đấy, khá là kém. Đây, tất cả còn lại tất cả các trang thiết bị xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, vô lăng này. Đấy, các bác nhìn này, từ những cái logo này đến những cái phím điều chỉnh âm lượng này, đến cái nút đề nổ sát tốp này, đều là được bọc kim cương. Đấy, đây là một cái chi tiết nhỏ mà thầy khẳng định là trước kia là bác chủ này bác ấy là nữ, cho nên là bác ấy chăm xe rất tốt. Nó sàn 5D, rồi tất cả nội ngoại thất của xe còn rất mới các bác nhé. Phải nói đây một chiếc xe rất là đẹp luôn. Nếu bác nào mà đúng nhu cầu sử dụng về một cái dòng xe phân khúc 5 chỗ ngồi, full công nghệ đến từ thương hiệu xe Nhật, máy 1.5 công nghệ Skytit siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Đấy, máy 2.0 công nghệ Skytit siêu tiết kiệm nhiên liệu với Mazda, đó là tiết kiệm và nhiều công nghệ, form dáng đẹp, trẻ trung, cá tính, năng động, không bị lỗi mốt các bạn. Thì các bác liên hệ ngay với em để em có thể cho các bác thực sự giá, thực sự yêu thương. Và giá yêu thương nhất chắc là các bác không thể chê được đâu, đó là 720. Đấy, là một cái giá tốt luôn ngay trong ngày mùng 1 này. Đấy, 720 triệu cho một chiếc Mazda CX-5 2021 phiên bản 2.0 Luxury. Quá hợp lý rồi. Và căn bản đây là một chiếc xe đẹp và một chiếc xe chất lượng, mà một chiếc xe zin mà nguyên bản, các bác có thể được check test mọi nơi, mọi chỗ mà không ngại một bất cứ một vấn đề gì. Chứ một chiếc xe quá tốt luôn các bác nha, trong ngày mùng 1. Hôm nay tri ân đến tay các bác tiêu dùng. Những bác là luôn ủng hộ kênh Ba Tư Văn Vua Gầm Cao, ủng hộ kênh mua bán của em Công. Cảm ơn các bác nhé. Xin trân trọng cảm ơn và liên hệ ngay với em để có thể là có giá tốt nhất về chiếc CX-5 này. Trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt.